Xin kính chào quý vị và chào đón quý vị đến với chương trình Future News ngày hôm nay với Phạm Cơ Bầu Quang Trương. Và như thường lệ, mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên với anh Phạm Cơ. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan tới sức khỏe của các cầu thủ football. Như thường lệ, ai cũng biết rằng football là một môn thể thao rất được ưa thích của người dân Hoa Kỳ. Và trong football, có thể nói rằng là sức khỏe và bạo lực, tức là dùng những cái sức mạnh mà đàn áp người khác, xảy ra rất là thường xuyên. Các cầu thủ thường húc vào nhau hoặc là vật nhau, hoặc là nhưng mà húc là chính, và vì vậy cho nên gây ra rất là nhiều chấn thương cho cái kẻ mà bị húc, hoặc là chính ngay những cái người dùng đầu của mình làm khí giới để húc người khác. Các cuộc thống kê mới nhất, và nhất là những cái cầu thủ gia đình những cầu thủ này sau khi đã chết thì họ đã hiến cái xác của mình cho tất cả những cái nhà nghiên cứu khoa học để xem thử rằng các cái vụ húc nhau như vậy có liên quan gì đến sức khỏe của các cầu thủ hay không. Thì giờ đây người ta mới biết rằng cái vấn đề mà các cầu thủ bị những cái bệnh lạng trí giống như là Alzheimer chẳng hạn là do bị những cái cú húc thường xuyên như vậy, mà người ta gọi là chronic traumatic encephalopathy, tức là thường xuyên bị chấn thương ở trên óc. Và những cái chấn thương này lúc đầu tiên người ta nghĩ rằng chỉ những cái chấn thương quá mạnh mới gây ra mà thôi. Nhưng về sau khi nghiên cứu cái bộ óc của những cầu thủ đã chết vì chấn thương, hoặc là sau khi chết rồi người ta nghiên cứu óc của họ, thì người ta mới thấy rằng không phải là những cái chấn thương mạnh mới gây ra những vết thương trên óc, nhưng mà là những cái chấn thương thường xuyên, những cái vụ húc thường xuyên như vậy, tuần nào cũng có, ngày nào cũng có, thì sẽ làm cho các cầu thủ trở nên bị những cái bệnh tật về óc, tức là họ không còn cái trí nhớ tốt như trước nữa. Và vì vậy nên họ cái cuộc nghiên cứu này nhắm vào những người đã chết trong vòng bị chấn thương đầu vào khoảng 4 tháng rồi sau đó, hoặc là có những cái bộ tổn thương ở óc mà về sau khi mà chết rồi thì người ta mới nhìn những được hiến xác, và người ta mới nhìn những cái vết thương ở trên óc đó, và họ đưa ra một cái kết luận đó là những cầu thủ bị những cái chấn thương ở trên óc là do cái vấn đề liên tục bị chấn thương ở óc, chứ không phải là vì chấn thương đó quá nặng mà gây ra những thương tổn trong óc, và những thương tổn đó gây đến cái việc giảm sút trí nhớ lúc về già, hoặc là những cái lúc mà về hưu, thì đó là những cái chuyện liên quan đến sức khỏe của các cầu thủ football chỉ vì những cái chấn thương do vấn đề dùng đầu để húc vào người khác, hoặc là húc trúng đầu của người khác, vân vân. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến thể thao. Tuy nhiên đây là một bản tin rất là đau lòng đối với lại một cái vị bác sĩ đã từng làm việc cho một cái đội của Hoa Kỳ chuyên về thể dục dụng cụ, và ông này đang bị tố cáo cái tội là đã lạm dụng tình dục và rờ mó các cái cô gái trẻ tham gia vào trong những cái đội tuyển về thể dục dụng cụ đó, để mà đi thi đấu những cái chương trình quốc tế chẳng hạn như Olympic. Thì thưa quý vị, cái ông bác sĩ này, ông này có tên là Larry Nassar, ông này năm nay 54 tuổi. Hiện bây giờ cái số người đứng ra để tố cáo ông này lên đến trên 100 người. Nhiều người tố cáo ông này đã có những hành động lạm dụng tình dục đối với lại các cô gái khi mà các cô này còn rất là trẻ, và ông này đã nắm giữ cái vai trò làm bác sĩ để có thể chữa trị về vấn đề thể lực cho các cái cô gái mà chơi cái môn thể thao thể dục dụng cụ này. Và thưa quý vị, trong cái phiên tòa trong những ngày vừa qua ở tại Michigan, thì thưa quý vị, ngày hôm nay CNN vừa mới đưa tin là phiên tòa ngày hôm nay là có thể là tòa án sẽ đưa ra cái lời buộc tội cuối cùng dành cho cái ông bác sĩ này. Ông bác sĩ này bị những cái người đã từng đứng ra để mà tố cáo, chẳng hạn như là có những người đã bị ông lợi dụng, sờ mó khi mà chữa trị cho những cô gái này, khi mà các cô này tham gia vào những cái đội tuyển thể dục dụng cụ kể từ năm 2009. Có nhiều cô lúc đó chỉ có 9-10 tuổi mà thôi đã bị ông này sờ soạng, và bây giờ họ nhớ lại những cảnh tượng đó thì họ rất là sợ hãi, và khiến cho họ có những cái cảm giác rất là hoang mang và lo sợ khi mà bước ra ngoài xã hội. Có những cô gái mà bị ông này lợi dụng, nói rằng là sẽ khám sức khỏe, sau đó thì ông này đã
có những hành động rất là khủng khiếp đối với các cô. Thì là ngày hôm nay, trong những ngày vừa qua đó, các cô gái này đã đồng lòng đứng ra và tố cáo cái người bác sĩ này, trong đó có những cái người rất là nổi tiếng từng đi tham dự những cái trận Olympic lớn ở trên thế giới, chẳng hạn như là cô Simon Biles. Cô này rất là nổi tiếng ở trong cái Olympic 2016, thì cô cũng đã đứng ra để mà tố cáo cái ông này. Nói tóm lại là ông này đã bị tuyên án trước đây rồi 60 năm tù giam, và bây giờ đó ngày hôm nay có thể là sẽ thêm nhiều nữa. Như vậy thì tổng cộng ông này có thể lãnh cái bản án lên đến trên 150 năm tù. Thì coi như cái đời ông này là kết thúc. Nếu mà cái phiên tòa được tuyên bố trong ngày hôm nay và kết tội như vậy, thì ông này coi như là không thể nào có thể ra khỏi tù được nữa. Thì đây là một cái bản tin mới nhất liên quan đến cái vụ mà chấn động cả những cái fan hâm mộ thể thao của Hoa Kỳ, sau khi mà những cái người mà những cô gái trẻ đứng ra để tố giác một vị bác sĩ trong cái team của mình đã từng có những hành động lạm dụng tình dục mình. Anh Văn Cơ. Thưa quý vị, 60 năm tù của bác sĩ nói trên là liên quan đến một cái tội là tàng trữ những hình ảnh ấu dâm trên cái computer của ông ta. Còn ngoài ra mấy cái tội mà sau này thì chắc chắn là sẽ được đưa vào thêm trong cái tội trạng đó. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới một vụ khám xét xe vi phạm luật lưu thông ở tiểu bang Mississippi. Và trong khi người ta khám xe, cảnh sát khám xe, họ tình nghi đằng trong xe có chở ma túy. Và khi khám xe, họ biết rằng là họ mới tìm thấy được 51 bao heroin, tức là vào khoảng hơn gần 30 kg heroin. Thưa quý vị, heroin được coi là bạch phiến, là một cái chất ma túy phải nói rằng rất là cực mạnh, chế ra từ những cái nhà phiến. Và heroin rất là mắc, cho đến con số 51 bao heroin này nó tương đương với là trừ 10 cho đến 20 triệu đô la. Hai cái người chủ mà đi trên chiếc xe nói trên đã bị bắt. Người này chỉ có 23 tuổi mà thôi. Và cái điều đặc biệt nhất của chiếc xe này là trên xe có một cái đứa bé. Đứa bé đó, thưa quý vị, rất là nhỏ, chỉ mới có 3 tháng tuổi mà thôi. Tức là con của một trong hai cô gái nói trên. Thì dĩ nhiên, hai cô gái này đều bị đưa ra tòa và có thể họ sẽ bị những cái tội rất nặng về cái tội tàng trữ ma túy và đồng thời thì buôn bán ma túy nữa. Và đồng thời thì đứa con 3 tháng tuổi của họ hiện nay đang được cảnh sát đưa đến những cái tổ chức nuôi dưỡng của chính phủ để nuôi dưỡng chúng, để nuôi dưỡng đứa bé này trong khi chờ đợi phiên tòa xét xử hai cô gái nói trên. Với một cái số tuổi phải nói rằng là con rất nhỏ, chỉ có 23 tuổi mà thôi, mà cái lượng buôn bán ma túy rất lớn này cho người ta thấy rằng là đây là những cái vụ mà phải nói rất là nguy hiểm đến cái đời sống của các cô này, cũng như là cái số lượng ma túy đó mà nếu như phát hành ra và đưa cho các người khác xài thì phải nói rằng là sức độc hại của nó lan mạnh và lan nhiều lớn trong quần chúng, không biết đến mức nào mà kể cho xiết được, thưa quý vị. Thưa quý vị, quay sang một bản tin khác liên quan đến một cái kế hoạch lớn của cái hãng hàng không cũng lớn của Hoa Kỳ, đó là hãng United Airlines. Ngày hôm nay thì phát ngôn nhân của hãng hàng không này đã đưa ra một cái lời tuyên bố là bắt đầu họ sẽ cho mở thêm những cái đường bay mới, cũng như là sẽ cộng thêm những cái chiếc phi cơ lớn hơn, to hơn và mới hơn để phục vụ cho cái network của cái hãng United Airlines. Cái mục đích của họ đó là họ sẽ đem những cái dịch vụ mới này, những cái chiếc phi cơ bự và mới này để có thể cạnh tranh với những cái hãng hàng không giá rẻ hiện bây giờ đang là làm trời làm đất ở trong cái về vấn đề hàng không của Hoa Kỳ. Là tại vì chẳng hạn như là những cái hãng hàng không như là Spirit chứ, những hãng Spirit này họ lấy giá rất là rẻ. Thành ra để mà có thể cạnh tranh với những cái hãng này đó, những cái hãng lớn họ cũng bị thiệt thòi. Là tại vì có nhiều hành khách đó họ rất là muốn mua những cái giá vé rẻ thôi, thay vì đi những cái hãng lớn thật, nhưng mà cái giá vé nó mắc thì họ cũng không thích. Thành ra là để có thể cạnh tranh với những cái hãng nhỏ như là hãng Spirit chẳng hạn, thì United nói là họ sẽ dùng những phương pháp đó, mở thêm đường bay cũng như là sẽ mua thêm phi cơ lớn để phục vụ cho khách hàng của họ để cạnh tranh với những cái hãng hàng không nhỏ này. Theo như cái bản tin này cho biết đó, thì United Airlines tuyên bố là họ sẽ cộng thêm những cái đường bay lên như vậy là khoảng 4-6% so với là những cái năm trước. Và với như vậy thì họ hy vọng là sẽ thu hút được hành khách từ những cái người mà
chuyển sang để đi những cái hãng hàng không giá rẻ thì sẽ trở lại với những hãng hàng không của United Airlines, và cái giá nó cũng sẽ tương tự như vậy, cộng với lại cái phục vụ nó sẽ tốt hơn, máy bay cũng mới hơn và an toàn hơn. Tuy nhiên, cái vấn đề này đã gây cho những cái nhà đầu tư cho những cái hãng hàng không này, chẳng hạn như là hãng hàng không United Airlines, họ cũng có rất nhiều những cái nhà đầu tư vô, thì những nhà đầu tư bây giờ họ đang rất là lo sợ là với những cái sự cạnh tranh này đó, thì dĩ nhiên nếu mà mình càng lấy giá rẻ, càng mua thêm dụng cụ mà là giá không có cao đó, thì cái sự thoát về vấn đề thu nhập nó sẽ xảy ra. Ngoài ra đó, cũng có những cái biện pháp khác mà họ thu tiền vào, không phải qua cái hệ thống cái vấn đề mà vé máy bay, mà họ sẽ bán những cái vé rẻ cho những người nào muốn mua, và đồng thời đó, khi mà mua như vậy đó, thì họ sẽ không có được chọn ghế ngồi, và nếu như họ muốn lựa chọn ghế ngồi đó thì họ phải có thể vô trong trang mạng để mà pick up trước, nhưng mà phải trả một số tiền nào đó để được một cái ghế, một cái hàng nào đó mình muốn, thay vì chỉ mua đại thôi rồi lên đó người ta sắp chỗ nào thì ngồi chỗ đó. Thành ra đó cũng là một cái cách mà họ kiếm tiền phụ trội thêm. Nhưng mà những nhà đầu tư họ cũng đang rất lo là nếu mà làm như vậy thì có thể khiến cho khách hàng có thể bất mãn và họ sẽ không có đi những hãng hàng không như thế nữa, thì nó càng tệ hại hơn nữa, thay vì là cứ giữ nguyên cái cách phục vụ như vậy. Anh Phạm Cơ. Và thưa quý vị, câu chuyện vừa rồi đã chấm dứt phần đầu tiên của Future News. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát sau một vài tin tức thương mại.